Vâng, và vào chiều nay thì các thí sinh đã làm xong bài thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút. Đây cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Cùng với các môn toán, ngữ văn, tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, trải qua 2 ngày thi, các thí sinh và chuyên gia đều đánh giá đề thi các môn không khó, phù hợp với mục đích xét tốt nghiệp. Đề thi tiếng Anh năm nay có cấu trúc giống với đề tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trước đó. Đề thi gồm 50 câu, thời gian làm bài 60 phút, trong đó phần bài đọc được cho là khó nhất, đòi hỏi thí sinh cần có kiến thức từ vựng và nắm chắc ngữ pháp. Đời với em là vừa sức với em, không nghĩ là em sẽ tầm 8 hoặc là 9. Dạ, em nghĩ là đề cũng ổn, không đến nỗi là ở mức quá khó. Theo các giáo viên, đề thi tiếng Anh năm nay vừa sức với học sinh, phổ điểm sẽ từ 7 đến 8 điểm. Với đề thi này thì những cái câu mà liên quan tới nhận biết thương hiệu thì chiếm khoảng 70%, và cũng ra vào những cái phần kiến thức khá là cơ bản, như là phần kiến thức về mặt ngữ âm này, một số các chủ điểm về mặt ngữ pháp cơ bản như là mạo từ, như là thời thì, như là rút gọn, mệnh đề, quan hệ. Trải qua 2 ngày thi, các thí sinh cho biết đề thi năm nay không quá khó, nhiều em tự tin đạt điểm khá. Còn theo các giáo viên, đề thi dù dễ hơn so với năm ngoái do tình hình dịch bệnh, nhưng các thí sinh sẽ không dễ đạt điểm cao. Nội dung các môn thi hầu hết nằm trong chương trình lớp 12, một số ít rơi vào lớp 11. Các đề khoa học, xã hội và ngữ văn được đánh giá là mang tính nhân văn và hợp thời sự. Còn đề toán và khoa học tự nhiên có 80% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết và thông hiểu, 20% nằm ở vận dụng và vận dụng cao. Tự tin nhất là môn toán chị. Còn đề lý hồi sáng thì hơi khó một chút. Đề này thì em nghĩ mình được 8 điểm. Dạ, toán là dễ nhất, anh văn cũng được, còn lý hơi khó. Điểm số của phần lớn thí sinh sẽ tập trung trong cái khoảng điểm từ 4 đến 6 điểm. Tất nhiên là vẫn có những học sinh đạt được cái điểm số, cái kết quả rất là cao. Tuy nhiên là tôi nghĩ là điểm 10 thì cũng không nhiều nữa. Đó là những vấn đề mà quen thuộc. Quen thuộc trong cuộc sống và thứ hai là quen thuộc trong văn chương. Cho nên là sẽ không làm khó cho học sinh về độ khó dễ. Tuy nhiên là riêng cái ngắn dài, riêng cái dung lượng bài thì nó có một chút vấn đề ở câu nghị luận văn học. Ngay từ ngày mai 11 tháng 8, các hội đồng thi sẽ tiến hành công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Theo báo cáo, các địa phương đã chuẩn bị xong địa điểm chấm thi, lưu trữ bài thi, bảo đảm kỹ lưỡng an toàn. Địa điểm chấm thi tự luận, bảo đảm chấm hai vòng độc lập. Phần mềm chấm thi trắc nghiệm đã được gửi về các hội đồng từ sớm, dự kiến điểm thi sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 8.